Chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em sẽ thu ong đây. Hôm nay thì cũng lâu không đi thăm đỏ, cũng rất may mắn là có 3 đàn về, 3 đỏ nhé, 6 đỏ thì được 3 đàn, 3 đỏ về nhé. Thì bây giờ em sẽ làm nhanh gọn. Video nào cũng thế thôi, thì cứ đổ một cái là vào đây là xong, nhấc lên thôi. Nhấc lên là cho ong nó vào, là nhấc trèo nó lên là ong nó bay vào, tụ vào thôi các bác. Giờ em sẽ bỏ ra xem là đàn có đông nhá các bác nhá. Đàn này thấy đi lại cũng ít lắm, cũng không thấy nhiều lắm đâu, chắc là đàn vừa vừa đấy, là bé đó. Giờ bỏ ra mới biết được. Thật là đau buồn, buồn đau các bác. Vì sao? Bởi vì người ta lấy ong rồi. Cái này sáp làm to tướng rồi ấy. Chỗ này chắc là còn cái ong thừa thôi các bác. Nó buồn chứ. Cái này mất rồi các bác. Em lấy chỗ này về ghép quân thôi. Bực thế. Toàn bị trộm đây, sáp rất là to rồi các bác. Thế là trước ấy thì em lấy ra thì em lấy hết rồi. Đàn này rất là đông ấy các bạn. Hôm trước là em gạo sạch hết rồi, em không để cái sáp cao như kia đâu. Bực không. 1, 2, 3, 4, 5 cái sáp rồi các bạn. Cái đàn này vào rất là to á. Bị người ta lấy mất rồi. Thế có nhục không nhỉ? Chắc là đội tắt ao rồi để tắt tắt cá ở dưới này này các bác. Bây giờ trước thì mình đã quay rồi. Họ thấy ông về là họ lấy rồi. Thấy ông đi nát đác này nghi rồi các bác. Em sẽ lấy cái số quân này về để ghép vào vậy, ghép đàn vậy. Vậy là cái đó này là bị hai lần lấy rồi các bác. Hai lần bị người ta lấy ông rồi. Thế mới bực chứ. Em sẽ không quay cái video này, chỗ này các bạn nhé. Tí nữa em sẽ quay tiếp các cái video bắt tổ tiếp theo rồi. Buồn quá các bạn. Đây. Em tiếp tục bắt đàn thứ hai nhé các bạn nhé. Đàn thứ nhất thì bị người ta trộm. Người ta trộm mất ong à. Còn sót lại khoảng một bát con ong này thôi. Thì em hót hết cho vào trong này. Cũng không hết được đâu. Hót được một chút. Còn lại số trong đấy thì chắc là nó lạnh, nó sẽ hy sinh. Không phải đám đấy nó hy sinh hết thì mới lại có ong soi vào được. Đó, còn cái đàn này thì em thấy rất là nhiều ong đực nữa các bác. Chắc là ong chia đàn này. Rất là nhiều ong đực luôn. Đèn xì ấy. Giờ em sẽ mở ra xem là được nhiều ong không nhá các bác nhá. Và chắc là phải dọn hết chỗ này để kê cho nó đẹp đẽ này. Lấy ong khó lắm. Đàn này thì đi lại rất là tấp lập. Chắc là một đàn đông nữa các bác. Mà rất nhiều ong đực. Ong chia đàn rồi. Thôi, không liên thuyền nhiều, em sẽ bắt và quay cho các bác xem đây nhá. Và nếu mà tí nữa mà bắt được chúa thì em sẽ ghép đàn cho bọn này luôn. Ghép cái đàn này vào đàn đấy luôn. Sẽ dùng khói để ghép. Nếu mà bắt được chúa. Mà không bắt được chúa thì thôi kệ nó về nhà ghép sau. Nha các bác nhá. Rồi. Bên này sau này chắc là sáng nay vừa lấy lật lên thì nó bị rơi đây. Ong này. Xem nó rất là đẹp ấy. Đẻ trứng rất là mượt luôn. Thao phấn rồi. Đàn này cũng mới vào đấy quá. Chắc là vào hôm qua. Qua hôm kia. Không được rồi. Không được chia rét này. Đây là ong của chúng ta đây. Chị chứng kiến rõ đấy. Cái phấn rơi này. Nhũa này. Ua. Đàn này khá là bự các bạn. Đúng ít luôn đấy. Bên kia vẫn còn sáp đấy các bạn.
Ui, sao to ấy. Nó bị đổ lung tung nên nó xây linh tinh beng cả các bạn. Thôi bây giờ em sẽ vừa bốc quân ra để cho nó đỡ gãy sáp. Sáp thì nó bị đổ luôn ra là nó bị linh tinh lắm. Bó này khá là dài, khá là rộng bên trong mà thấy đen kịt hết thế này là ok rồi. Đàn này nó khá là đông đấy. Giờ sẽ bốc ong nữa thôi nha. Sáp kia nó vào nó xây được khá to rồi nhé. Đủ. Nó trâu bò mà gió nó đủ. Ong rất là đẹp luôn. Tuyệt vời quá, nhiều ông được đấy. Đây này là úi dịch này, sáp nó bị vỡ, bị gãy này. Ông vào rất là lâu rồi, bị đổ nó lại xây lại hai cái sáp kia ấy. Ông rất là đẹp, ông rất là tuyệt vời luôn ấy. Nóng hết cả tay luôn. Đàn này thì khá nhiều ống đực các bạn. Bắt thấy nhiều ống đực lắm. Rất nhiều ống đực luôn. Đổ gãy hết sáp. Đàn ông chia đàn. Rất là to, nhưng mà những kia nó vào khá lâu rồi. Khá nhiều sáp rồi, bị đổ xuống. Các gió mạnh nó bị đổ xuống. Ủa, nó chén hết mật rồi. Gọi là một đàn ong chứ. Bây giờ để em bốc hết nó sang đâu nè. Em phải quay tiếp. Đây em đã tóm con chúa nhốt trong này nha các bạn nha. Đó, con chúa to lắm. To khổng lồ luôn. Này, đàn ong chia lên đây. Sắp rồi. Nó bị mới đầu là nó nằm đứng đó. Nó bị đổ nó mới xây ở kia. Còn một miếng sáp to nó bên trong ấy. Hơi tiếc. Đàn này nó vào từ lúc trước lạnh sâu rồi đó các bạn. Trước khi rét đậm rồi ấy. Em không đi thăm được. Tiện em đang đuổi ong ở trong cái đỗ này ra thì em sẽ hun luôn và ghép đàn luôn rồi nó cứ vào cái đàn này nha các bạn nhé. Ở trong này ong nó không chịu ra. Cái chỗ này không đập được cũng như là hun. Ong nó ra hết thì tiện thể là ghép đàn luôn vào cái đàn này nhá các bác nhá. Đây thổi khói túi bụi vào hai đàn nhá các bác nhá. Con nào mở bao ra thôi. Nó khắc. Ong nó loạn thì nó khắc không cắn nhau nữa. Và tí nữa nó sẽ bay vào một đàn nhé. Thì cái đàn này ít lắm, bắt con quân thì không được. Đó, bây giờ em sẽ đổ hết ra luôn. Nói do là tóm được chúa rồi thì nó dễ, ghép đàn thì nó cực dễ. Đấy, cho bay bay này, tí nữa lại có khi này. Được một đàn nó bay qua đây thấy ầm ầm thì nó lại xuống lại ngon các bạn. Cái mùa này ong nó rất hay kiểu đấy thôi. Vì là nó thấy động tiếng ầm ầm nên là nó rất hay bay đến. Ví dụ cái đàn mà nó chuẩn bị tách đàn, chia đàn nó hay bay chia đến ấy. Và ong cũng dần ổn định rồi các bạn. Bây giờ em sẽ bịt đỏ và đặt vào vị trí cũ nha các bạn nhé. Và tiếp tục đi thu tiếp một đàn nữa. Lấy tiếp một đàn nữa nha các bạn nhé. Ở cái đó vuông ấy.
Ok, đàn vậy được đàn đầu tiên nhá, đàn một đàn thì bị người ta trộm mất rồi. Rất là buồn, rất là chán, nhưng mà người ta chỉ lấy ong, người ta không lấy đỗ còn được. Thì nó có trụ nồn vác cả hai đỗ đi cùng một lúc nó xót ruột. Toàn đỗ đẹp bị người ta trộm thôi. Thế nên kinh nghiệm là không nên mang đỗ đẹp đi các bạn. Đi bẫy. Tiếp tục thu tổ thứ ba nhé các bạn nhé. Tổ thứ ba nhưng mà thực ra là tổ thứ hai thôi. Bởi vì tổ kia bị người ta trộm mất rồi. Quá nhiều kiến. Ui, kiến này xì hết gì này. Ui, kiến quá. Tổ này hơi khó lấy đấy, bởi vì là nó cái này nó bên dưới, cái lắp mở nó bên dưới các bác, chỗ này dốc, dốc lắm. Thôi thì bây giờ sẽ thao tàng lấy cự di được đây. Ông có bắt đầu quay về loạn này. Một đàn khá là bự nữa các bạn. Vào mấy hôm mà cũng vào từ đợt lạnh trước rồi các bạn. Thôi đây này. Sáp có nhộng mà biết lắp hết rồi. Đợt trước em lười đi đợt lạnh trước. Rất là to rồi. Đấy. Quá đẹp luôn đấy. Rất là đông rồi này. Thường phức đi các bạn. Rồi nó bị gãy đôi cái sáp kia rồi. Hôm nay về thì viện cầu thì quá là đẹp. Đang ở luôn. Nó có nhộng rồi. Còn bây giờ em sẽ bốc sang nữa các bạn nhé. Bốc sang à, lấy về thôi. Thấy chúa thì bắt luôn. Nó dễ. Đó. Để cho nó bỏ hết lên trên, còn nhện này. Nhện này. Nhện to phết nhện. Ôi, trời luôn mấy sao vậy. Ôi giời. Vậy rồi. Tiếp buồn mấy sao mà nhé. Nó bị gãy. Lật này nó gãy. À, đệ trứng rất là đẹp. Tiếp miếng nữa. Mấy ngày cả tuần lạnh luôn ra này. Nó chén hết mật rồi các bạn. Chén sạch hết mật rồi. Chỉ còn nói thôi. Phấn hoa đâu. Giờ em sẽ bốc quân nhé. Rồi chỗ này thì rất là khó thao tác cho mọi người xem được, mọi người thông cảm nhé. Bốc quân sang là té luôn. Đó. Chờ nó về một lúc nữa là rút thôi. Bốc quân sang là rút luôn. Tí xem sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Quá là đẹp luôn nhé. Ok. Ngập tràn ong các bác nhá. Đậu ở đây người à. Đang vào. Cái mũ bằng đống à. Vàng loạn. Đàn này cũng là một đàn tương đối các bác nhá. Tuyệt vời ấy.
đậu đầy người em. Thôi, video thu ong của em được tạm dừng tại đây nhá. Thu được 2 đàn thôi, một đàn thì bị người ta trộm, rất là đen, rất là bực mình nhưng mà không làm nào được, hên xui để chấp nhận thôi các bạn. Thôi, video của em xin được tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video sau.